Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại bài học câu hỏi đuôi của cô ngày hôm nay nha. Bài học ngày hôm nay là bài học số 2. Vậy thì nội dung bài học ngày hôm nay mình sẽ học về cái gì? Cùng cô tìm hiểu nha. Rồi, về bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về câu hỏi đuôi với những động từ khiếm khuyết. Ok, rồi mình cùng nhau đi tìm hiểu về mục đầu tiên luôn. Rồi, mục đầu tiên thì mình có chữ can thành can't thành can. Ok, rồi nhìn giùm cô hai cái ví dụ ha. Nó cũng hơi hơi giống nhau chút xíu đó các bạn, nhưng mà nó có một cái điều khác để các bạn lưu ý cho nó dễ nha. Rồi, chicks can fly, can't they? Chicks can fly, can't they? Ha. Những con gà con có thể bay được, đúng không? Được chưa nào? Rồi, ok, ở đây cô có chữ can, thì câu hỏi đuôi cô sẽ đổi thành chữ can't. Ok, rồi, ở đây chủ ngữ của cô là chicks, đúng không? Là những con gà con, nó là số nhiều. Thì cô sẽ đưa nó về chữ they, nhớ nha. Ok, rồi các bạn nhìn vào cái ví dụ kế bên luôn. Cô có chicks can't fly, can they? Chicks can fly, can they? Ok, những con gà con không thể bay được, đúng không? Ok, rồi cái này, hai cái ví dụ này nó bị đối nhau ha. Rồi ở đây cô có can là can't, thì ở bên đây cô dùng can't, thì câu hỏi đuôi sẽ là can. Ok, được chưa nào? Rồi tương tự như vậy luôn, chữ chicks là những con gà con, cô sẽ đưa nó về đại từ they. Ok, rồi tiếp tục cái modal verb nào. Tiếp theo thì mình sẽ có modal verb could, thì mình sẽ chuyển thành gì? Couldn't. Ok, rồi từ couldn't thì mình sẽ chuyển về lại là could. Rồi các bạn để ý câu ví dụ giúp cô nè. We could play games all day, couldn't we? We could play games all day, couldn't we? À, chúng ta có thể chơi trò chơi cả ngày, đúng không? Được chưa? Rồi, ở câu của mình thì mình có chữ could, đưa về câu hỏi đuôi thì mình sử dụng chữ couldn't. Rồi, chủ ngữ là we thì mình ghi lại thành we, được chưa? Rồi, ví dụ kế bên. We couldn't play games all day, could we? We couldn't play games all day, could we? À, chúng ta đã không thể chơi trò chơi cả ngày. À, chúng ta không thể chơi trò chơi cả ngày, đúng không? Ok, rồi ở đây cô có chữ gì? Couldn't. Rồi câu hỏi đuôi của cô sẽ đưa về chữ could. Rồi chủ ngữ we thì mình viết lại ha, không có thay đổi, được chưa? Ok, rồi tiếp theo các bạn có modal verb là must, thì sẽ đưa về mustn't ha. Rồi từ mustn't các bạn sẽ chuyển lại về must. Ok, rồi cô có the students must be quiet in the library, mustn't they? The students must be quiet in the library, mustn't they? Okay. Sinh viên phải giữ im lặng trong thư viện, đúng không? Được chưa? Rồi cô có must, mình sẽ đưa về thành mustn't, được chưa? Rồi the students, đây là số nhiều đúng không? Cô sẽ đưa về đại từ they. Okay. Rồi ví dụ kế bên luôn. The students mustn't talk in the library, must they? The students mustn't talk in the library, must they? Okay. Sinh viên cấm không được nói chuyện trong thư viện, phải không? Rồi ở đây cô có mustn't. Trong câu hỏi đuôi thì cô sẽ chuyển thành dạng khẳng định là must. Rồi chủ ngữ là the student số nhiều, cô sẽ đưa về đại từ they. Nhớ giùm cô điều này nha. Rồi tiếp theo. Rồi mình có should thì các bạn sẽ đưa về shouldn't ha. Và từ shouldn't thì các bạn sẽ chuyển về should. Ok. Rồi cô nói nè. May should buy a new dress, shouldn't she? May should buy a new dress, shouldn't she? Okay. May nên mua một cái áo đầm mới, đúng không? Rồi ở đây cô có should nè, là khẳng định. Trong câu hỏi đuôi cô sẽ đưa về shouldn't.
Rồi, May là một người con gái. Ok. Rồi, cô sẽ đưa nó về đại từ she. Ok, đừng có để May vô đây nha. May vô đó là sai đó. Rồi, qua bên đây câu gì? Câu phủ định. Mình có May shouldn't buy a new dress. Should she? May shouldn't buy a new dress. Should she? Ok. Rồi, ở bên đây thì ngược lại. Cô có gì phủ định? Là shouldn't. Cô sẽ đưa nó về dạng khẳng định trong câu hỏi đuôi là should. Được chưa? Rồi, May là một cô gái, đưa về đại từ she. Ok. Rồi, tiếp theo. Cô có will sẽ đổi thành won't. Và won't sẽ chuyển về will. Ok. Rồi, Fred will learn French next month. Won't he? Fred will learn French next month, won't he? Okay. Fred sẽ học tiếng Pháp vào tháng sau, đúng không? Rồi, ở đây cô có will ha. Cô sẽ chuyển về câu hỏi đuôi là won't. Okay. Rồi, Fred là một bạn nam đúng không? Thì mình sẽ đưa về đại từ là he. Okay. Rồi, kế bên cô có Fred won't learn French next month, will he? Fred won't learn French next month, will he? Okay. Fred sẽ không học tiếng Pháp vào tháng sau, đúng không? Rồi, ở đây thì cô có dạng phủ định là won't. Câu hỏi đuôi sẽ đưa về will. Rồi, Fred là một bạn nam, được chưa? Thì cô sẽ đưa về đại từ là he. Okay. Rồi, một dạng nữa ha. Khi mình có have to thì mình sẽ đưa nó về chữ don't ha. Còn khi mà mình có don't have to thì các bạn đưa về dùm cô là chữ do, nhớ nha. Rồi, các bạn để ý cái phần này nó hơi lạ lạ chút xíu nha. Rồi, we have to do our homework. Don't we? We have to do our homework. Don't he? Ok, don't we? Ok. Rồi, chúng ta phải làm bài tập về nhà, đúng không? Được chưa? Rồi, các bạn để ý nè. Ở đây cô có have to. Thì trong câu hỏi đuôi các bạn sẽ đưa về chữ gì? Chữ don't giúp cô nha. Rồi, we đại từ, chủ ngữ sẽ đưa về chữ we luôn. Được chưa nào? Rồi, cô có câu ví dụ kế bên. We don't have to do our homework, do we? We don't have to do our homework, do we? Okay. Rồi, chúng ta không phải làm bài tập về nhà, đúng không? Được chưa? Rồi, ở bên đây thì cô sẽ có cái dạng phủ định là don't have to. Don't have to. Thì cô sẽ đưa về câu hỏi đuôi là chữ do mà thôi, nhớ nha. Rồi, chữ we cô viết lại bình thường. Ok. Rồi, cái dạng này hơi đặc biệt, các bạn lưu ý giúp cô nha. Rồi, tiếp theo thì cô sẽ có has to. Thì đưa về doesn't ha. Và doesn't have to cô sẽ đưa về does. Ok. Rồi, cô có nè. Your mother has to clean the house, doesn't she? Ok. Your mother had to clean the house, doesn't she? Mẹ của bạn phải dọn dẹp nhà cửa, đúng không? Rồi, ở đây cô có has to là do chủ ngữ, do mother của cô là số ít nên cô dùng has to. Rồi, trong câu hỏi đuôi thì cô sẽ đưa nó về chữ doesn't, nhớ nha. Rồi, do mother là mẹ của mình, mà mẹ là sao? Mẹ là người phụ nữ, đúng không? Thì mình sẽ đưa về đại từ she. Ok. Rồi, kế bên ha, ví dụ kế bên luôn. Your mother doesn't have to clean the house, does she? Your mother doesn't have to clean the house, does she? Ok. Rồi, mẹ của bạn không phải dọn dẹp nhà, đúng không? Rồi, cô có nè. Doesn't have to. Cô sẽ đưa về câu hỏi đuôi là chữ does mà thôi. Rồi, cũng vậy luôn. Mẹ của mình là người phụ nữ, mình sẽ đưa về đại từ she. Ok.
Rồi cô mời các bạn đi đến phần 8 nha. Rồi phần này thì trong câu hỏi đuôi nó có ought to ở đầu đúng không? Thì phía đuôi thì mình sẽ sử dụng là shouldn't. Còn phía đầu nó có ought not to thì các bạn sẽ sử dụng là should trong câu hỏi đuôi giúp cô nha. Rồi các bạn nhìn vào cái câu khẳng định giúp cô trước nè. Chúng ta có we ought to leave now, shouldn't we? We ought to leave now, shouldn't we? À, chúng ta nên rời đi bây giờ đúng không? À, chúng ta nên rời đi bây giờ đúng không? Ok, rồi các bạn thấy không? Phía đầu cô có dạng khẳng định là ought to, thì trong câu hỏi đuôi cô sẽ sử dụng là shouldn't ha. Rồi các bạn nhìn qua câu ví dụ kế bên ở dạng phủ định ha. Rồi cô có we ought not to leave now, should we? We ought not to leave now, should we? Ở đây các bạn nhìn thấy cô có phủ định là ought not to đúng không? Thì trong câu hỏi đuôi cô sẽ đưa về should khẳng định ha. Rồi chúng ta không nên rời đi ngay bây giờ phải không? Ok. Rồi các bạn lưu ý cho cô cái trường hợp này nó hơi đặc biệt chút xíu nha. Tại vì nó có sự thay đổi từ á. Rồi ở đây khẳng định thì mình có ought to, thì câu hỏi đuôi mình sẽ thay bằng shouldn't ha. Còn ở đây mình có ought not to là phủ định, thì mình sẽ thay đổi bằng should. Nhớ giùm cô lưu ý điều này nha. Ok các bạn ơi, thì cái ví dụ này cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cô rất là cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Trong quá trình học mình có những cái thắc mắc thì cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin ở trên màn hình này nha. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Goodbye!